Một lần nữa mọi người đã trở lại với Keaton Tarot Channel. Thông thường thì Keith sẽ hay trả những cái chủ đề về... Hôm nay Keith vô đề luôn nha. Là hay trả những cái chủ đề về tình cảm nè, rồi tình yêu. Cũng nhiều ha. Nhưng mà Keith cũng thích những cái chủ đề đó. Nhưng mà mình lâu lâu mình cũng phải đổi gió xíu. Mình bắt đầu qua những cái chủ đề khác đi. Ví dụ như là những cái chủ đề về công việc, tài chính. Chủ đề nào đó nghe nó có vẻ nghiêm túc, nghiêm trang hơn đi ha mọi người. Thế thì hôm nay cái chủ đề của Keith á sẽ là cái chủ đề... Ôi, Keith có cuộc gọi từ Keith Alpha từ cái thế giới song song. Thế mọi người có xem cái video trước của Keith á? Thôi để bắt máy đi, quên tiếng ngồi giải thích. Có công Keith Alpha đợi. Để bắt máy xíu nha mọi người. Hello. Xin chào Keith. Hi, Keith Alpha, lâu không gặp. Xin chào mọi người. Và hôm nay Keith Alpha đây. Thật sự là muốn nói với mọi người rằng là chúng ta sẽ có một cái trải bài thông điệp dành cho các bạn hỏi độc thân. Ủa nhưng mà biết sao không? Tại vì trả những chủ đề này. No question. Ok. Cái thông điệp này có vẻ như vũ trụ muốn nhắn gửi trực tiếp tới với các bạn hỏi độc thân những cái thông điệp của các bạn cần lắng nghe trong giai đoạn từ đây cho tới cái năm mà các bạn nghe á, nó có diễn biến gì thì Keith Alpha chỉ là ở đây rồi đưa thông điệp thôi. Còn cái phần mà bạn Keith ở bên thế giới song song bên kia muốn trả như thế nào á thì tùy bạn Keith nha. Rồi. Ok rồi, vậy trả chủ đề này nha. Ok vậy đi. Giờ Keith Alpha phải đi đây. Bye bye mọi người. Trời nhanh ghê luôn á. Mới xuất hiện video chưa kịp nói gì hết trơn lại đưa cái chủ đề xong cái đi. Ủa, bà Keith Alpha này nhiều khi bà cũng tỉnh lắm. Tôi cũng không biết giải thích ra với mọi người nữa, nhưng mà nếu mà mọi người có coi những cái video, có một cái video là vũ trụ song song muốn nhắn gửi gì á thì có Keith Alpha xuất hiện trải bài cho mọi người ở trong đó. Thực ra biết sao, lâu lâu mình tạo cái nhân vật hư cấu thôi cho nó có chủ đề, nó có content. Nhưng mà quay lại đi. Ủa vậy là giờ hôm nay trả chủ đề tiếp tục về tình cảm hả? Ok, thế thì vũ trụ đưa thì Keith sẽ nhận vậy. Rồi cái chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung duy nhất và cái khía cạnh mà hầu như có vẻ như là mọi người chúng ta đang có một cái status, đó chính là hỏi độc thân. Các ai cùng chung team hỏi độc thân với Keith hay không? Cùng join vào team Keith nha. Và đối với Keith á, thì hỏi độc thân này nó cũng chỉ nói về cái tình trạng mà chúng ta kiểu giống như là đang rất là tự do, vui vẻ, dễ thương trong đời sống độc thân thôi. Chứ cái hỏi này là cái hỏi vui vẻ yêu đời và cũng giống như là chờ đợi đúng những... không, cũng không hẳn là chờ đợi nữa. Nói chung là cứ luôn self love, luôn yêu bản thân mình, tạo niềm vui cho đời và tạo được những cái niềm vui cho bản thân mình là thế là cũng đủ rồi đúng không? Nhưng đôi khi thì nói đi thì cũng phải nói lại, thành thật mà nói. Có những lúc mà trong... sao tiếng Nhật không vậy? Agatha Japan. Ủa? Hết cái Alpha thế giới song song, giờ tới ai bên Japan, Nhật Bản vậy? Next. Thì... Ủa sao thường tiếng Nhật không trời? Thì thỉnh thoảng thì đôi khi Keith cũng có một chút xíu ngẫm nghĩ, ngẫm thôi. Mình chiêm nghiệm về cái hành trình độc thân vừa rồi của chúng mình. Thì thực ra nếu mà nói độc thân á, thì Keith cũng muốn chia sẻ với mọi người ở đây là Keith cũng có những cái trải nghiệm về mặt tình cảm, có những tương tác. Chỉ là những tương tác thôi, vẫn chưa có cái gì đó nó hình thành. Thì cho nên vẫn tính là hỏi độc thân nha mọi người. Tức là thôi mình cứ tính vậy đi, thôi không nói nhiều nữa rồi. Sẵn tiện trên đây là Keith có một cái hình ảnh mà Keith vẽ sẵn. Vì chủ đề là hỏi độc thân á, độc thân tức là mình hay soi gương á. Mình hay nhìn bản thân mình. Mình review. Cho nên Keith sẽ sử dụng cái hình ảnh này để cho mọi người chọn tổ cho ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ đây là hình ảnh trên chiếc gương. Ba gương mặt, không, có hai gương mặt thôi. Tụ thứ nhất là cái gương mặt của cô gái tóc đen soi gương. Tụ thứ hai sẽ là cô gái trendy với cái đầm lông màu hồng. Và tụ thứ ba sẽ là body của nhóm Naomi Campbell ghé. Giống như trên đang sàn runway với một cái outfit, một cái bộ đầm dạ hội rất là nữ thần. Thì bây giờ thế này nè,
Mọi người bây giờ bắt đầu nhắm mắt tròn tụ đi, đặt câu hỏi rằng là hội độc thân của chúng ta có diễn biến gì trong vòng 6 tháng tới đi. Thực ra Kid Alpha muốn tới cả năm ấy, nhưng mà Kid nghĩ thôi 6 tháng thôi, cái gì nó vừa vừa đủ thì nó sẽ vui hơn. Ủa? Ok, bây giờ cách chọn tụ bài là mọi người có thể nhắm mắt lại nha. Thôi Kid cũng nhắm mắt luôn đi mọi người. Trong vòng 5 giây và ngẫm nghĩ về cái câu hỏi và tình huống của chúng ta, hỏi độc thân của chúng ta trong 6 tháng tới có diễn biến gì. Xin vũ trụ cho một thông điệp. Và sau khi mọi người mở mắt ra, có hình ảnh nào đập vào mắt mọi người nhiều nhất? Và các bạn có cái thông điệp, nghĩ rằng sẽ có cái thông điệp ở trong cái đó thì chúng ta hãy chọn tụ bài đó nha. Ê, khó chọn quá, chắc khi chọn lại xíu đi. Tự nhiên cái lung lay quá nè, hôm nay chọn luôn hai tụ ta. Từ từ. Ok. Hỏi độc thân trong đời sống tình cảm 6 tháng tới có diễn biến gì? Ok, Kia đã có câu trả lời cho mình rồi. Và đây là một cú plot twist ngoạn mục đối với Kia. Thì ok, bây giờ Kia sẽ xin bắt đầu vào trải bài nha. Và cái câu chuyện họ độc thân này để xem cái diễn biến 6 tháng tới trong đời sống tình cảm đối với các bạn, nó có điều gì thú vị hay không. Và đây là cái trải bài timeless, không tính mất thời gian. Bất cứ mọi người lúc nào có ghé qua cái trải bài này, nhớ ủng hộ và xem của Kia nha. Vui vẻ vừa nghe vừa ngủ thôi. Ok, nếu mọi người có yêu thích những cái trải bài này của Kia, những video này mọi người có thể like và share. Và đặc biệt là mọi người nhớ donate cho Kia qua cái tài khoản ngân hàng nha. Kia sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Kid muốn phát triển các kênh video tarot reading của mình nhiều hơn và mong muốn đưa những cái thông điệp tới với mọi người cùng lắng nghe, cùng có những cái niềm vui cuối ngày ha. Thì hy vọng được mọi người yêu thương và đóng góp cho Kid nha. Rồi bây giờ Kid xin bắt đầu vào trải bài ngay đây. Rồi vô đi. Plot twist. Rồi ok, tụ một. Ô là la vô luôn. Trời. Kéo quần lên. Chào, uống miếng trà sữa nha mọi người. Thiệt luôn á. Mỗi lần mà làm việc với Kid Alpha này á, phải uống mấy chục ly trà sữa mới mong là ok, hỏi độc thân chị em tụ thứ nhất ơi. Nhưng bạn đã chọn cái chiếc gương này nhá. Nhưng bạn đã chọn cái chiếc gương tụ mộp này. Trong cái gương này cái giống Kid ghê đúng không mọi người? Cái vẻ mặt, cái tóc, cái style tóc nó cũng giống Kid ngọc trai các kiểu nữa. Cho nên vì khá là giống Kid cho nên Kid sẽ không chọn tụ một. Plot twist nằm ở đó đó. Cái ban đầu á, tự nhiên cái đã có lựa chọn rồi. Khi mình vẽ ra mình không biết chủ đề nó là sẽ như thế nào. Nhưng mà Kid đã mong muốn là mình chọn tụ một. Nhưng cái plot twist đường xa rốt cuộc tụ một không phải lúc này để Kid lắng nghe. Đó là một tụ khá. Thôi cho nên bây giờ Kid sẽ cùng với mọi người tụ thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái trải bài họ độc thân trong vòng 6 tháng tới. Tình cảm của các bạn có diễn biến gì ha. Trời, cái chủ đề bất ngờ quá. Giờ không biết như thế nào trời. Không biết trải sao luôn á. Bây giờ Kid sẽ cho mọi người Kid sẽ nhận xét. Kia sẽ xem vũ trụ chấm điểm cái đời sống độc thân của các bạn bao nhiêu điểm. Khi các bạn độc thân từ trong giai đoạn này á, để xem vũ trụ chấm các bạn bao nhiêu điểm. Vũ trụ chấm cái tình trạng độc thân của các bạn ở trong cái trở bài này là bao nhiêu điểm. Nếu mà vũ trụ chấm cho các bạn điểm càng cao á, điểm vote càng cao mà tình trạng độc thân ok á, thì chắc độc thân cũng kéo dài tiếp. Còn nếu mà vũ trụ chấm điểm thấp á, thì có nguy cơ họ độc thân này nó tan đàn xẻ nghé cũng cao. Thôi nhưng mà tập trung lại đi. Vũ trụ chấm cho các bạn hỏi độc thân
Team đầu tiên, tổ thứ nhất, bao nhiêu điểm? Plot twist dễ sợ luôn á. Ok, bắt đầu lật lên nha. The Hybrid Test. For Earth Bomb Soul. Share your gifts. Let your friends help you. Và Mother Mary. Oh. Cái cảm nhận của Kit á. Kit chỉ cảm nhận á, độc thân thật ra như thế này. Sao Kit cảm nhận là tại vì nó có một cái lá nó liên quan về những người giúp đỡ các bạn. Có thể là mai mối, hoặc là cũng có thể là có những người tới với cuộc đời của các bạn trong cái lúc các bạn độc thân, nhưng Kit cảm nhận các bạn vẫn ôm cái trực giác của các bạn bảo chưa phải lúc, hay là như thế nào đó. Có những cái đối tượng tới và các bạn cảm nhận rằng là not that person. Đầu tiên á, cái thấy cái thang điểm mà các bạn có được á, là trên trung bình rồi. Tình trạng độc thân của bạn, vũ trụ chấm cho điểm chuẩn đầu tiên bước vào là 6 điểm. Và tại vì cái thấy là có những cái sự mà gọi là có những người đưa tới cho các bạn những cái offer phụ mát chuẩn Âu đó. Các bạn khá là kén tổ thứ nhất. Độc thân ở đây á, lý do mà các bạn vẫn còn tồn tại cái status này á, vẫn chưa phải lúc, chưa có đúng offer. Nếu mà nói kén á, thì cũng xin nhận nha. Đúng nhận sai thì không biết có cãi hay không, thì thôi cãi cũng được. Có gì comment để Kit đấu tay đôi lại. Tại vì với cái lá Let your friends have you này và cái lá Mother Mary, Kit chỉ cảm nhận các bạn đã được share duyên, các bạn đã được những người mai mối, nhưng có vẻ như cái trực giác của các bạn nó mạnh mẽ hơn những cái lời offer bên ngoài. Với cái lá The Hybridist, bạn có trực giác mách bảo, cho nên 4 xu ở đây, năng lượng của The Sun in Capricorn, mà mặt trời ở trong Capricorn. Capricorn là nói về một cái sự chuyên nghiệp, về một cái sự thấu nhìn. Capricorn là một người có tầm nhìn nha, cho nên và cộng kết hợp với Moon Hybridist nữa, cho nên các bạn vẫn cảm nhận được rằng là bạn vẫn duy trì cái tình trạng độc thân này, chỉ để đúng một divine timing, đúng người. Cái đó có bạn bè giúp hỗ trợ ở đây, có bạn bè mai mối, có bạn bè của đẩy thuyền, nhưng các bạn say no, các bạn cảm giác vẫn chưa phải lúc, cho nên cái điểm độc thân của các bạn cứ tăng lên, tiếp tục thêm một điểm, 7 điểm. Vũ trụ cho cái tình trạng độc thân của các bạn 7 điểm, tại vì cái xác suất mà các bạn độc thân nó vẫn khá là nhiều trong cái trải bài tụ thứ nhất trong vòng 6 tháng tới. Tại vì Kit nghĩ là các bạn đang đợi một cái thời điểm, một cái đối tượng đúng nào đó thôi, chứ không phải là do các bạn không có những cái đối tượng xung quanh. Dù có những cái đối tượng xung quanh, bạn bè đẩy thuyền giúp đỡ, nhưng các bạn vẫn trực giác mách bảo là vẫn chưa phải. Hèn gì tụ một mình bị đẩy ra luôn á. Tôi định chọn tụ một mà. Thật sự gọi bị đẩy luôn. Tại vì cái trực giác, cái tính nữ của bạn rất là cao. Với cái lá The Mother, mà cái lá mà của mẹ Mother Mary nữa, tính nữ của bạn nhiều lắm, mạnh lắm, trực giác thôi thúc rất là lớn. Nhưng mà ngoài cái việc mà Kit nói nha, có bạn bè đẩy thuyền cho bạn, nhưng mà rốt cục á, bạn cũng là người đi đẩy lại giúp người ta bưng tráp bưng quả đó. Rồi cũng giúp những người này người kia nhìn những cái tương tác xung quanh, nên duyên đôi lứa, nên duyên triệu cây. Còn bạn thì vẫn lựa chọn cho mình stand still, vẫn yên ở một cái bến thuyền và đúng thời điểm. Kit tin rằng là các bạn có một cái dự đoán cho chính bản thân các bạn rằng là the right person in the right time in the right boat gonna sail to your, do gì thì không nhớ hả, harbor hay labor gì đó. Cho đúng thuyền nó đậu tới đúng bến thôi. Chưa thấy ai thì các bạn vẫn chưa nhộn mở neo đâu. Ok, 7 điểm nha.
Nói chung điểm độc thân của bạn sắp tới trong cái giai đoạn chuẩn là 7 điểm. Thế thì bây giờ Kiss sẽ xem tình huống trong vòng 6 tháng tới nó có những cái diễn biến nào xảy ra. Đời sống độc thân của các bạn trong 6 tháng tới, Kiss sẽ chia làm ba quá trình đi. Mỗi quá trình sẽ bao gồm 2 tháng. Quá trình đầu tiên trong 6 tháng tới có điều gì? Quá trình thứ hai trong 6 tháng tới có điều gì? Quá trình thứ ba 6 tháng tới có điều gì? Quá trình đầu tiên của các bạn trong 6 tháng tới có điều gì? Ok, ba lá này đi. Ok, rồi manager mới quan trọng nè. Để xem có những cái mình thì muốn độc thân như vậy trong cái thang điểm lúc này vũ trụ chấm thôi, nhưng mà để xem những cái sự kiện diễn ra trong 6 tháng tới nó đưa về đâu, có bất ngờ gì hay không rồi chúng ta mới biết được. Không biết cái hội độc thân của bạn tuổi thứ nhất như thế nào nữa, nhưng mà năng lượng là điểm 7 rồi, cho nên còn điểm 3 điểm còn lại thì dựa vào 6 tháng này thôi. Để xem 6 tháng này có khả quan gì hay không. Khi sẽ xếp bài trước rồi sau đó là khi sẽ đi từ từ từng tháng luôn cho nó nhanh. Plot twist, ghê vậy trời. Đây sẽ là cái lá keywords cuối cùng cho tụi một. Còn lá bài nào nữa coi không ta? Thôi coi tarot đi. Có cái chu trình, từng chu trình trong vòng 2 tháng nha mọi người, mỗi chu trình là 2 tháng. Mỗi chu trình là 2 tháng. Ok, bắt đầu. Tủ thứ nhất. Cái chu trình đầu tiên, the move, sự lay động, sự chuyển động, the jump, sự nhảy, bật lên á, bongi á. Authenticity. Reconciliation, what the. Tell nothing about police. Police, polite á. Thôi nhiều khi mình đọc chánh chánh nha, thôi chứ đọc sai hết trơn á. Sign from the apple. Above, page of air, and fair melody. Ok. Thực ra trong cái tháng này á, trong 6 tháng tới á, đó là lý do tại sao Kit nghe được cái tụ thứ nhất. Chưa muốn cam kết, chưa muốn tương tá, chưa muốn gặp gỡ, tại vì Kit cảm nhận trong cái trải bài, trong cái tháng, trong cái chu trình này á, có liên quan về cái đối tượng nào đó trong quá khứ. Với cái lá fair melody này các bạn vẫn chưa làm việc được với họ, những cái gì nó mập mờ, cái gì nó chưa làm rõ, nó sẽ quay lại và nó làm cho các bạn phải làm việc với cái tương tác này. Các bạn đã đánh mất quá nhiều cái bản thân mình ở trong những cái một tương tác nào đó trong quá khứ rất là lâu rồi, hoặc là vừa mới đây thôi. Như thế nào đó một vài bạn sẽ có tương tác về một người cũ, dù có chính chánh thức hay không, hay là dù có đã là thành đôi chưa, hay là sự mập mờ, mà cứ thấy vẫn còn cái hình bóng của một cái đối tượng cũ thôi. Cho nên trong vòng chu trình trong 2 tháng này, các bạn sẽ phải làm việc với cái việc là các bạn bước ra khỏi cái bóng tối, cái ảo ảnh cũ trong quá khứ về một tương tác tình cảm. Và Kiết cũng nghe được ở đây á, các bạn có những cái dấu hiệu trong giai đoạn trước nha. Một vài bạn nó cứ thấy là đã từng có những cái sự mà không có êm đẹp trong cái câu chuyện với một người nào đó.
Và Kit cũng nghe được á, một vài bạn lựa chọn độc thân bởi vì bạn không muốn dặm lại cái con đường cũ, hay là bạn thấy được cái cảnh nào đó của những người liên quan tới bạn, những người xung quanh trong trong tình cảm họ luôn luôn là những người bị gọi là gì ta? Hôn nhân nhỉ? Kit nghe là bạo lực hôn, không phải bạo lực hôn nhân mà là như thế nào đó về tính á, không mấy được lịch sự hả? Không phải. Nói chung bạn không thấy được những cái điểm tốt trong hôn nhân hoặc là điểm tốt trong những cái tương tác mà không có tình yêu ấy. Cho nên bạn nhìn vào những cái khía cạnh đó, đó là tại sao bạn rất là sợ có những cái cam kết mà nếu không đúng người, không đúng năng lượng á, thì sẽ gây nên những cái xung đột. Và bạn muốn thoát khỏi những cái xung đột, hoặc là bạn không muốn dính dáng tới những cái xung đột này, cho nên bạn lựa chọn độc thân. Bạn lựa chọn cho bản thân mình gọi là tách biệt khỏi những cái đối tượng không phù hợp. Tụ thứ nhất, trong cái hai cái tháng này, Kit nghĩ là đây là những bạn, một vài bạn ở đây á, có vẻ như là các bạn có những cái bí mật rất là sâu kín, rất là thầm kín về những cái câu chuyện trong cái đời sống cá nhân của mình mà bạn hầu như á, có thể là không chưa từng công bố và chia sẻ với một bất cứ ai hết. Có những cái bí mật của riêng bạn và vẫn giữ tới ngay cái lúc này. Và Kit thấy được rằng á, một vài cái những cái trường hợp khác sẽ có cái câu chuyện làm việc với, nói chung làm việc về năng lượng thôi, nói chung phải giải quyết rõ ràng với câu chuyện tình cảm với một cái đối tượng mang năng lượng female này, về đối tượng năng lượng của người cũ thôi. Bà Kiếp cũng nghe được á, những cái người cũ vẫn còn đang quan sát các bạn, và nó cái điều đó nó làm bạn không thoải mái. Tụ một sao nhiều những cái drama người ta. Kết đi tiếp vào cái chu trình thứ hai nha. Tại vì Kit có lên cái lá đầu tiên là Kit thấy có commitment và cái sự cam kết, nhưng mà Kit cũng chưa rõ lắm, nhưng mà để Kit xem thử. Ủa, họ độc thân thôi, mình nhẹ nhàng thôi nha vũ trụ. Vòng lặp, the loop, the bubbles, những cái vòng tròn, motivation, playfulness, don't let others make you feel bad, ace of fire, and beauty queen. Ok, thực ra cái tình huống ở trong cái tụ một này á sẽ là nói về trong cái chu trình hai này, trong vòng hai tháng tiếp theo á. 2 tháng trước rồi đúng không? Rồi 2 tháng tiếp theo thì thấy các bạn phải có một cái cam kết ở đây. Không, cam kết không phải là với bất cứ một đối tượng nào hết, mà là cam kết với bản thân mình. Phải vượt qua một cái nỗi sợ nào đó trong quá khứ để các bạn bước về phía trước. Và Kit nghĩ ở đây á, một vài đối tượng, một vài bạn ở đây á, Kit nghe được cái từ là ai đó đã body Samsung các bạn, body shaming các bạn. Cho nên cái điều này bạn đem tới cho các bạn một cái sự thiếu tự tin trong cuộc sống, trong cả chuyện tình cảm. Cho nên cái lá này hiện lên, don't let others make you feel bad. Các bạn đừng để cho những người xung quanh, những cái gì đó, những cái người nào đó, năng lượng nào đó tác động và làm các bạn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu hay như thế nào đó. Wait, 2 tháng tiếp theo các bạn phải cắt khỏi cái vòng lặp này. Vì Kit nghĩ là vũ trụ cho bạn 3 điểm tiếp theo để cho các bạn làm lại cái đời sống tình cảm của mình một cách an toàn nhất. Kit thấy trong 2 tháng tiếp theo này, các bạn sẽ có một cái sự chuyển động motivation. Kit thấy sẽ có những đối tượng, khi mà các bạn mà bắt đầu chăm sóc bản thân, bắt đầu chữa lành đứa trẻ bên trong, bắt đầu nhận thấy cái đẹp của chính bản thân mình, motivation các bạn bắt đầu muốn hướng về những mối tương tác, thì Kit thấy có một gậy ở đây. Các bạn sẽ tỏa sáng nổi bật, tự tin, tìm lại được cái năng lượng tự tin bên trong mình. Và vũ trụ muốn các bạn phải cam kết với cái hành trình beauty queen này, phải trở nên xinh đẹp cả bên trong và bên ngoài, và phải vui vẻ. Vũ trụ muốn các bạn hãy rũ bỏ đi những cái nỗi lo, nỗi sợ, những cái sự đánh giá trong quá khứ. Cái chương mới đã bắt đầu cho bạn, và bạn phải vận hành
Yên tâm, những cái tương tác mà không phù hợp năng lượng cũ và thấp sẽ không thể tìm tới các bạn được. Vì các bạn có được các đấng bảo hộ đã bảo vệ cho bạn với cái lá The Loop này, Infinity, nhưng mà cái vòng lặp và cái lá The Bubble này, vũ trụ muốn các bạn bước ra khỏi vùng quá mức an toàn mà các bạn đã bảo vệ trong đời sống tình cảm của mình. Tới lúc các bạn bước ra bên ngoài tự tin và gặp gỡ nhiều những cái tương tác, và trong những cái tương tác này sẽ có một cái tương tác motivation, thấu cảm, thấu hiểu về câu chuyện của các bạn, và họ sẽ là cái người mà gọi là giúp cho các bạn tự tin và đứng lên cho chính bản thân mình và bước về phía trước. Khi thấy trong 2 tháng này sẽ có một người bạn gặp, nó không mang về cái hơi hướng mà gọi là tình cảm, yêu đương, nó sẽ mang hơi hướng về một người tri kỷ, hoặc là một người tâm gia, hoặc là một người giúp cho các bạn chữa lành ấy. Nói chung là màu sắc về therapist cũng nhiều. Có thể là họ là gặp gỡ rồi trở thành những người bạn của nhau và truyền cảm hứng cho nhau, truyền cảm hứng cho bạn để bạn chữa lành những cái tổn thương trong quá khứ, trong câu chuyện tình cảm. Ok, cho nên khi thấy cái tụ thứ nhất này sẽ là cái tụ mà cần hàng chi khi thấy có năng lượng của cái lá Let Your Friends Help You. Sẽ có đã Kit đã nghe được có những người bạn đã cố gắng giúp bạn rồi, nhưng mà Kit thấy trong 2 cái tháng của cái chu trình 2 này á, sẽ có một cái đối tượng đặc biệt mang một cái màu sắc therapist giúp cho các bạn chữa lành những cái tồn động, những cái âu lo, những cái niềm nỗi sợ xưa cũ á, để cho các bạn tự tin và tin tưởng hơn vào đời sống tình cảm. Nhưng mà cái tháng này á, xong cái chu trình này, cái thấy các bạn sẽ làm đẹp, làm lại năng lượng cho chính mình, làm mới lại năng lượng của mình, tạo lập nên một cái vòng mới, một cái chương mới, viết những cái trang giấy mới cho cái đời sống tình cảm của các bạn trong 2 tháng chu trình 2 này. Cho nên cái hình của tụ thứ nhất soi gương, các bạn nhắm mắt, các bạn chỉ có chụp nửa mặt thôi, nhưng mà cái thấy những cái vòng ngọc trai bay bổng, cái thấy các bạn phải tự tin và phải là cái người mở cái đôi mắt của mình, nhìn thẳng vào cái tương lai và hiện tại mình đang có, hãy tự tin lên. Khi đi tới 2 chu trình, 2 cái tháng của chu trình 3 trong vòng 6 tháng tới nha. Trải bài này ngắn thôi. The cloud, tỏa sáng. The rain, stay true to yourself. Đúng là các bạn phải học một cái bài học mà vũ trụ đưa tới, đó chính là trust, tin tưởng. Tin tưởng cái đầu tiên là commitment với bản thân các bạn. Hãy tin bạn có những cái giá trị rất đẹp đẽ và cần phải đưa nó ra bên ngoài, cho ánh sáng chiếu rọi vào cái giá trị đó của các bạn. Love and value yourself. Hãy yêu và trân quý, và cũng giống như là hãy tôn tạo cái giá trị của chính bạn. Animal, động vật, sẽ là những cái điều chữa lành cho các bạn. Four waters, moon and cancer. 4 ly và gossip, neighbor, small talk. Ok, trong cái 2 tháng của cái chu trình của trong vòng 6 tháng tới, chu trình 3 này, các bạn sẽ lột xác ngoạn mục. Và chính cái việc lột xác ngoạn mục này á, sẽ có những cái tương tác, hoặc là những cái người xung quanh á, họ sẽ để ý các bạn. Họ sẽ bị bất ngờ bởi cái sự thay đổi quá nhanh chóng của các bạn trong 6 tháng tới. Những lời khen cũng có, nhưng có những cái lời mà những cái người mà nói thầm thì thầm sau lưng bạn cũng có luôn. Nhưng mà khi thấy á, cái điều mà các bạn phải vượt qua đó chính là cái sự lời ra tiếng vào của người xung quanh. Bạn phải tập đứng lên và đạp lên những cái dư luận ấy, và các bạn phải tự tin với cái giá trị của mình, với cái last stay true to yourself. Trong vòng cái chu trình 2, cái chu trình 3 này, trong 2 tháng này, các bạn sẽ sống thật với bản thân mình. Bạn không còn phải sống, phải dựa dẫm hoặc là phải dựa theo cảm xúc của những người khác nữa. Chuyện tình cảm, đời sống tình cảm, đối tượng soulmate của các bạn sẽ tới từ cái việc bạn làm việc với năng lượng của mình và manifestation, và manifest cái đối tượng dựa theo cái dòng năng lượng của bạn với sự tự tin và yêu bản thân mình. Self love, ngoài cái việc self love thì các bạn phải có một cái sự mà gọi là bản lĩnh cho cái đời sống của mình, đó là cuộc sống của bạn. Nobody can hurt you.
anymore. Không ai có thể làm bạn tổn thương nữa. Hãy tin vào cái sức sống mà cái ánh sáng nó le lói bên trong bạn mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy để cho những cái lời thì thầm xung quanh đó trở thành vùi chôn vào cái lớp đất cơn mưa, sẽ làm cho những cái gì đó nó tồn động tiêu cực trôi đi. Đã tới lúc bạn phải trồi lên cái ánh sáng yêu thương từ bên sâu trong thẳm các bạn. Khi thấy động vật sẽ là một cái năng lượng rất là tốt cho các bạn, bên cạnh các bạn, bạn yêu thương, san sẻ và cảm thấy tin tưởng hơn. Động vật sẽ an ủi vỗ về cho năng lượng của các bạn trong 6 tháng tới. Bạn sẽ nuôi động vật trong, hoặc là nếu mà bạn đã có rồi ha. Và với cái lá bốn ly này thì Kit cũng cảm nhận là sẽ có một cái đối tượng offer cho bạn một cái ly. Bạn cầm một cái đó hồng này, tại vì cái lá này nó nằm ở cuối cùng cho cái dãy bài này. Thì Kit chỉ cảm nhận á, nó không có nói về cái việc mà gọi là các bạn thờ ơ hay là các bạn không muốn nhận lấy, mà nó nằm ở lá cuối cùng cũng là một cái câu hỏi để ngỏ cho chính các bạn. Bạn có nhận lấy cái lời offer cảm xúc từ một cái đối phương này hay không? Kit nghĩ câu chuyện nó nên tới đây thôi. Nó là cái 6 tháng của các bạn. Bây giờ bạn vẫn còn một cái chiếc chìa khóa nằm trong cái lá này. Thì Kit sẽ mở cái chiếc chìa khóa này. Đó là điều gì? Emotions. Nó nói về cảm xúc. Nó nói về tin tưởng mà. Cho nên trong vòng 6 tháng, nếu mà nói nó dài thì nó cũng không dài, mà nó ngắn thì nó cũng hơi dài đó. Nhưng mà Kit nghĩ rằng là cái quá trình này bạn sẽ lột xác về mặt năng lượng trong đời sống tình cảm khá là nhiều, để học cách tin tưởng, trust, và nâng cao cái giá trị của mình, và để tỏa sáng, có một đối tượng phù hợp với các bạn. Và với cái lá keyword này của bạn, đó chính là cảm xúc. Chỉ khi nào mà các bạn cảm thấy có một bài hát của The Bee Gees, that is just emotion taking me over and my sorrow touch my soul. Hãy để cho cái tâm hồn, linh hồn các bạn được chữa lành. Và Kit tin rằng là sau cái 6 tháng này thôi, các bạn sẽ được vũ trụ trừ bớt điểm, để cho các đời sống độc thân của các bạn nó chỉ còn khoảng 5 điểm thôi. Và 5 điểm còn lại sẽ là cái 5 điểm cho các bạn có sự cam kết tương tác, kết nối với những đối tượng tình cảm nha. Cho nên đối với tụ thứ nhất này, Kit thấy làm việc với niềm tin sẽ là cái chìa khóa giúp cho các bạn trở thành một cái version năng lượng mới, một cái phiên bản mới của chính các bạn. Bây giờ Kit sẽ đi những con charm trước khi kết thúc trải bài. Hãy tin vào những cái ánh sáng đang le lói bên trong trái tim của các bạn tụ thứ nhất. Beautiful, rất đẹp. Hãy trồi, làm trồi nó lên. Hãy nhân rộng cái ánh sáng đó ra bên ngoài. Đa phần sẽ là cung cự giải nhiều. Có bạch dương. Có thể là trong 6 tháng tới các bạn sẽ thực hành thể thao để thay đổi diện mạo, hoặc là nâng cao thể chất của mình bằng tập gym. Số 6, hoặc là một cái đối tượng nào đó trong phòng gym. Lâu lâu mình phải đùa xíu cho mấy bà vui vui. Màu cam là màu của positive, màu cam là màu của activate, màu cam là một cái màu của cái sự sẵn sàng, daring, sẵn sàng thách thức. December tháng 12, night life, có thể là sẽ có những cái buổi dạo đêm. Cái ánh trăng nữa, cái năng lượng trăng các bạn tụ một nhiều. Năng lượng của cảm xúc, có cheer, ăn mừng. Có fly, bay nữa. Có những kim cương nè, kit tin rằng là bạn sẽ có một cái sự, cái đầu tiên mà cần cam kết đó, cái nhẫn mà cần cam kết là trao cho chính cái bản thân bạn ấy. Dragon tattoos, bạn sẽ gặp ai đó có người có hình xăm rồng, hoặc là bạn chính là cô gái có hình xăm rồng, phải mạnh mẽ vươn lên ấy. Shadow, làm việc với bóng tối.
của chính bản thân 24/7. 24/7 hả? Là gì ta? Thức khuya hả? Mây nữa. Những cái đám mây, những cái suy nghĩ thôi. Số lập 444 hoặc là số 4. Có số 1 ở đây. Có around the world, có thể các bạn sẽ đi di chuyển, du lịch, toàn cầu. Có số 9. True love sẽ xuất hiện sau 6 tháng hoặc là trong 6 tháng này nha, nhớ nắm bắt nha. Kid nó có một cái đối tượng tiềm năng ở đây mà, nhưng mà Kid vẫn để ngỏ. Tại vì cái lá 4 ly nó phụ thuộc vào cái emotion, cái cảm xúc của các bạn nữa. Dù các bạn có ready, dù các bạn là có đối tượng tới với các bạn nhưng mà các bạn vẫn chưa ready về cảm xúc, vẫn chưa có niềm tin á, thì vẫn chưa có phải là ý chính cho cái trải bài này. Gì đây? Gì má? Snow, ủa gì vậy? Cái chữ gì vậy? Ủa? Snow, cái gì vậy? Lessons, bài học. Lessons. Những bài học. Và cuối cùng là chúng ta có chiếc mũ, hat, cái nón, cái mũ á. Tháo cái mũ ra và show cái diện mạo của các bạn lên, nhiều lên, đẹp hơn. Cởi trói, cởi cái mũ ra cho ánh sáng ngập tràn vào gương mặt xinh đẹp của các bạn tụi một. Ok, vậy là Kit đã kết thúc cái trả bài tụi thứ nhất ở đây. Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng cái hội độc thân trong cái tụi một này sẽ cố gắng cho vũ trụ trừ điểm bớt các bạn cho cái tình trạng độc thân của các bạn nha. Để cho các bạn còn những cái điểm kia để các bạn cần khám phá, để làm những cái khác nữa. Chúng ta hãy bắt đầu một cái hành trình mới đi. Hãy đặt cái điểm mốc là ngay lúc này đã phát triển bản thân mình. Và Kit tin rằng tình cảm của bạn sẽ có rất là nhiều sự thăng hoa và một sự cam kết. Ok, Kit tin mọi người sẽ làm được thôi. Believe in yourself. Kit cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái trải bài này của Kit. Nếu mọi người có yêu thích cái trải bài này, mọi người có thể donate cho Kit qua tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản ngân hàng, cứ để thông tin dưới phần bình luận. Và nhớ like và share video này để cho mọi người biết tới kênh của Kit nhiều hơn nha. Thank you mọi người. Kit chúc mọi người ngủ ngon. Ủa nhầm, Kit mọi người buổi sáng vui vẻ, hoặc là buổi trưa, buổi chiều đầy thân ái. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Hello tụi hai, plot twist, đây là cái gương thần màu hồng các bạn đã lựa chọn. Và đó cũng là cái trải bài tụi hai mà Kit chọn luôn, tại vì Kit có cái nặng của cái đá Larima này nè. Yeah, nó giống cái background tụi hai mà thật ra cái hình nó thẳng nha mọi người. Tức là trước khi Kit có được cái vòng tay đá Larima này á, là cái hình tụ hai này là Kit vẽ trước khi Kit có, và Kit cũng không nghĩ là Kit có cái vòng của cái đá, và Kit biết tới cái đá này mà hình như cũng biết hay sao á. Ủa biết không ta, không nhớ nữa. Nhưng mà lúc mà chọn tụ bài plot twist thì đáng lẽ Kit chọn tụ một, nhưng mà khi nhắm mắt chọn tụ á, thì cái thông điệp thôi thúc nó vẫn rơi vào tụ hai. Hình ảnh khi mở mắt ra vẫn có là tụ hai, nói là vì Kit có sự kết nối với cái thế giới bên trong cái đá Larima này của cô gái bên trong này á, cho nên đó là cái tụ Kit chọn. Không biết là mọi người có một cái sự nào đó mà bị thu hút bởi biển hay không, hoặc là những cái gì đó thu hút về màu xanh, năng lượng bình yên, năng lượng bầu trời hay không. Màu hồng cũng là một cái màu của sự tinh khôi, cũng một cái sự lovely. Vừa mới thấy một, vậy thì đây đúng là cái tụ mà chúng ta chọn rồi, tụ thứ nhất. Ê, nhầm, tụ thứ hai. Rồi bây giờ thế này nè, cũng giống như tụ một á, Kit sẽ cùng với mọi người tụ thứ hai, chúng ta sẽ xét về cái điểm chuẩn của các bạn trong tụ hai, về cái năng lượng độc thân của các bạn được vũ trụ chấm nhiêu điểm. Ok vậy đi. Giống như là tụ một á, vũ trụ thôi không quên, cái này mỗi người tự mỗi tụ khác nhau mà sao đi so sánh được. Bây giờ đối với tụ hai á, chúng ta sẽ nhờ vũ trụ chấm điểm cái sự độc thân của bạn được nhiêu điểm. Nếu mà điểm càng cao thì tình trạng độc thân nó càng kéo dài. Còn nếu mà điểm thấp thì vũ trụ sẽ cho mọi người có những cái điểm khác á, cần mọi người bù đắp cho cái hành trình tình yêu của các bạn thì sao. Thì nói chung là để cho vũ trụ chấm điểm cho chúng ta bao nhiêu điểm trong cái hội độc thân tụi hai nha. Và cũng có những, tại vì khi mà chấm điểm nó cũng có điểm phê bình mà, có vũ trụ phê bình tại sao các bạn vẫn độc thân. Tụ hai, vũ trụ chấm bao nhiêu điểm về cái hội độc thân tụ hai nha. Không, đây sẽ là cái lucky.
Hỏi độc thân tụ 2, vũ trụ chấm nhiêu điểm? Oops, sorry. Hỏi độc thân tụ 2, vũ trụ chấm các bạn bao nhiêu điểm? Các bạn có một cái key nữa. Tụ 2 là cái tụ khí trợ cho nên khí sẽ ăn gian. Thực ra âm nhạc bình yên quá. Ok, bây giờ khí sẽ bắt đầu xét điểm từ vũ trụ cho các bạn nha. Entrepreneur. Ủa? Self-employment suits your disposition and intention. Working for yourself là to... Chúng nói về cái lá tự kinh doanh. Ủa? Tự kinh doanh là sao đó? Người tự sáng lập điều gì đó. Chemistry. There are strong magnetic attraction here. Retreat. Ok. Thứ phải, wow. Hai gậy. Năng lượng lửa nhiều. Speak with love. Cái điểm khởi đầu của bạn 5 điểm. Không biết có thêm điểm này không thì cái không biết. Nhưng mà cái thấy các bạn 5 điểm, điểm chuẩn. Tại vì thế này nè, có sự thu hút về mặt tình cảm, nhưng Kit cũng cảm nhận là các bạn cũng có một cái lòng tự trọng khá là cao ở tụ thứ hai. Lý do là sao độc thân là có vẻ như tự trọng quá, tự tôn quá, hoặc là kiểu giống như các bạn cảm thấy rằng là các bạn thích một cái điều gì đó được theo đuổi hả, hoặc là các bạn thích được theo đuổi người khác nhưng mà phải có kết quả cơ. Còn cái gì mà không có kết quả, còn cái gì mà không có tính trải, nói chung các bạn không chịu trải nghiệm đâu. Kit cảm nhận bài tụ 2. Cái vấn đề đây là các bạn muốn có được kết quả trong chuyện tình cảm hoặc là với một tương tác nào đó mà không cần, không muốn trải nghiệm quá nhiều. Thì cho nên bạn retreat, tức là bạn có tương tác, có cảm xúc với những cái đối phương về mặt tình cảm nhưng mà có vẻ như các bạn lùi lại. Đang đi tới rồi lùi lại. Cũng cho người ta cảm giác tán tỉnh nè, hai gậy nè, cho người ta cảm giác qua lại cầm đuốc đấu đũa, đấu đố với nhau. Cũng có cái sự nói chuyện yêu thương, rồi các bạn có những cái giọng nói rất là hay và nói chuyện nói chung cũng thu hút ấy. Nói chung được cái miệng, nói chung là được cái cách trò chuyện giao tiếp, có chemistry thì cái cảm thấy vẻ ngoài của bạn rất thu hút. Nhưng mà tại sao có vẻ các bạn độc thân? Vì có vẻ như các bạn đang chú tâm nhiều hơn vào cái hình tượng cá nhân của mình, đang xây dựng ấy, đang cảm thấy mình cần phải đạt được nhiều thứ hơn, hoặc là các bạn đang cảm thấy mong muốn đạt được trải nghiệm nhiều hơn, hoặc là các bạn đang cảm thấy là muốn mình gọi là trì hoãn chút xíu, kiểu như là hơi chậm, hơi slow với chuyện tình cảm. Cho nên kết nghĩ là các bạn có đối tượng, tụ hai có đối tượng, nhưng mà có vẻ như trong cái giai đoạn khi nghe trải bài này á, vũ trụ cho điểm các bạn 5 điểm á, là tại vì các bạn đang 50-50, đang có sự lưỡng lự hoặc là không tiến cũng không lùi, hoặc là cho các bạn cho bản thân mình một cái khoảng nghỉ trong cái câu chuyện theo đuổi hay là câu chuyện tình cảm nào đó ở những cái phần trước. Khi nghe được màu sắc của tụ thứ hai ở đây á, thật ra nếu mà nó độc thân các bạn thích vô gia nhập hội cho nói chuyện chị em đồng trang lứa thôi, chứ thực ra các bạn 50% nó đã có những cái đối tượng nhất định và cụ thể thành hình rồi, cũng có nói chuyện rồi. Vậy thì tụ hai sẽ mang một cái màu sắc á, độc thân là vì cho mình cái danh hiệu này. Tự tặng danh hiệu luôn, tự mua danh hiệu tại vì đi mua giải. Tại vì các bạn có lá là entrepreneur, là những người tự kinh doanh, tự sáng lập, rồi những người làm ăn kinh doanh, thì các nghĩ với cái năng lượng này vũ trụ đang nói má này mua giải. Nhưng mà các bạn không mua giải hoa hậu đâu, các bạn mua giải á hậu 2 thôi. Thích gây cho người ta cảm giác tò mò,
Thực ra Kit cũng cảm nhận các bạn đang một cái chiến lược nào đó trong chuyện tình cảm, Kit không rõ nha. Thực ra chiến lược này nó cũng kiểu như là một cái sự back up nào đó để cho các bạn sẽ tiến lên trong tương lai xa, gần hơn hoặc xa hơn. Nhưng mà ngay cái giai đoạn ngay trả bài này, các bạn mua giải cho bản thân Á hậu 2 thôi. Các bạn mong muốn đạt giải Hoa hậu trong năm sau. Các bạn cảm thấy cái thời điểm này các bạn cần an phận, hài lòng với chính mình nhiều hơn. Thì vũ trụ cũng nói rằng là ok, các bạn đang đi đúng hướng. Tại vì các bạn cần thời gian yên tĩnh, relax, bình tĩnh, tĩnh tâm, lắng động hơn cho mình, để cho các bạn có một cái sự thu hút. Nhưng mà cái cảm thấy các bạn thuộc thứ hai thu hút là cái sự bí ẩn, là cái sự mà cho người ta cảm giác tò mò, gây thương nhớ, thì các bạn sẽ thành công hơn trong đời sống tình cảm. Cho nên đó là lý do tại sao các bạn đi mua giải đạt danh hiệu Á hậu thôi. Người ta hay nói đôi khi Á hậu 2 dễ thành công hơn Hoa hậu nữa. Á hậu 1, Á hậu 2 vậy đó. Nhưng mà Kiết cảm nhận các bạn khá hài lòng với cái năng lượng hiện tại của mình. Và các bạn cho bản thân mình chill, cho bản thân mình chậm rãi, ngắm, ngẫm và nhắm, giống như nhắm trà vậy đó, thưởng thức cái đời sống tình cảm này. 50% độc thân, còn 50% có sự nhung nhớ tương tác với đối tượng nào đó. Thì Kiết chỉ thấy trong cái trải bài này nó hình dung như vậy thôi. Cho nên lý do đó vũ trụ tặng cho các bạn 5 điểm chuẩn. Thì cái độc thân này là do bạn chọn, do bạn lựa chọn, do các bạn tự đeo cái SAS danh hiệu cho chính mình. Thì không biết là khi nào các bạn mới tháo SAS cái danh hiệu này ra. Nhưng mà các bạn chắc có thể là mua cái gói này nó cũng ít à. Cái gói thời hạn, cái danh hiệu này nó cũng chỉ trong vòng ít nhất, thì cái thế nó sâu xa nhất cũng chỉ tầm 1 năm. Nhưng mà ít nhất cũng hết nhiệm kỳ. Nhiều khi thật ra cái nhiệm kỳ Á hậu nó cũng không quan trọng mà cái nhiệm kỳ Hoa hậu. Nếu mà mọi người là trở thành Hoa hậu độc thân á, các bạn phải lãnh cái nhiệm kỳ đến 1 năm lận. Nhưng mà các bạn lựa chọn Á hậu 2 thì cái nhiệm kỳ của bạn chắc cũng tầm vài tháng thôi. Và cái trải bài này đang nói về cái hội độc thân tụ 2 trong vòng 6 tháng. Thì cái thấy có vẻ có một cái sự tiềm năng nào đó về đời sống tình cảm, hay là về tương tác, để cho các bạn hội tụ 2, hội Á hậu tụ 2 tan rã, thành lập nhóm nhạc á, xong tan rã, rã đoàn, thành đoàn xong rã trong vòng 5 giây. Mà cái thấy á, tại vì có cái lá hai gậy, màu sắc cũng twin flame, hai gậy hai lửa mà, cho nên cái thấy là có đang có sự connection rồi. Chỉ có một cái khoảng cách nào nữa gần thôi. Nói về khoảng cách linh hồn á, còn cái gì chút xíu nữa thôi. Tại vì với cái lá speak with love này á, thì cái thấy là đã có một cái vị trí nào đó về chuyện tình cảm ở đây. Đặc biệt các bạn có lá chemistry thì các bạn rất là thu hút. Cho nên các bạn đang chèo thuyền, đúng. Chèo thuyền và chill và ngắm cảnh xung quanh. Các bạn vẫn chưa vội vàng. Dạ yeah. Đúng là nhắm luôn á. Các bạn biết cái đoạn đường này đi trong vòng, các bạn biết được cái địa hình của đoạn đường đi, nó cũng phải tính khoảng, ví dụ bạn, các bạn cho đi hết con sông này là lái chiêu chiêu thì ít nhất cũng chỉ tốn 30 phút, cùng lắm maximum dừng lại ngồi ăn câu cá, thì nướng cá trên thuyền luôn chắc cũng tầm 60 phút. Cho nên thôi giờ mình đi tiếp đi. Bây giờ trong vòng 6 tháng tới, cái sẽ chia làm 3 chu trình và mỗi chu trình là 2 tháng. Thì theo một cái chu trình này á, khi xem những cái tình huống diễn ra trong cái đời sống độc thân của các bạn trong chuyện tình cảm nó có diễn biến gì ha. Cho tù 2 này trải ngắn. Chu trình 2. Chu trình 3. Độc thân mà cũng phải có chu trình nữa nha mấy bà. Dễ sợ chưa? Độc thân mà cũng phải có chu trình từ bước 1, giống như skin care 5 bước vậy đó. Ủa 5 bước đúng không? Ai biết. Biết mọi người skin care nhiêu bước. Như Kiết nói rồi, mỗi lần có cái tụ bài nào Kiết chọn á, là Kiết sẽ ăn gian. Nhưng mà đôi khi ăn gian chưa hẳn là tốt. Cho nên thôi, thuận theo tự nhiên đi. Không ăn gian nữa.
Đúng, tận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Hôm nay Kit sẽ trải bài theo phong chuẩn mà Kit đã đặt ra nha. Không muốn ăn gian đâu, nhưng mà nó ra lá bài này thì ra thôi. Lâu lâu khiến hay khùng khùng nha, mọi người thông cảm nha. Sao chèo thuyền, chèo đò gì nhiều dữ vậy? Tính hát sáng tác theo cái bản piano này mà bị trật nhịp. To love you more than everything I can be in love and despairing in love life. Hát bài. You know I will trust myself in my fate. Never be friend and I never be lovers. Hát sao hát bảy cái yêu trật nghiệp luôn. Có một cái lá key nó rớt ra ở đây. Ok. Ok. Gì mà say yes vậy má? Mình có say yes ở đây nữa vậy? Ok, đánh chu trình đầu tiên nha. Opportunity to forgive. Với cái chu trình đầu tiên này thì cái thấy là cơ hội để tha thứ. This situation brings you the opportunity to heal, grow and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person in a divine light and goodness. We will have you release unforgiving thoughts, feelings and energies. And lift you to a higher place of peace and compassion. Có năng lượng vẫn còn tồn đọng cho các bạn ở tủ thứ hai trong cái chu trình một. Khi thấy các bạn vẫn còn có những cái nỗi lo, nỗi sợ, những cái sự giằn xé hoặc là những cái nội tâm đấu đá qua lại, vẫn chưa có một cái niềm tin hẳn hoi vào vũ trụ đã dẫn lối tới cho các bạn. Cho nên trong cái chu trình 1 này, vũ trụ sẽ cho các bạn cơ hội để cho các bạn buông bỏ đi những cái suy nghĩ tồn đọng tiêu cực, những cái ý nghĩ hoặc là những cái điều nó cản trở trong cái hành trình tình yêu với cái tương tác partner companion của các bạn tụ 1. Và cái lá opportunity to forgive. Và với cái lá honeymoon này, enjoy the bliss of holiday time together. Thì cái thấy một vài bạn tụ thứ hai này sẽ có một cái chuyến đi chung nào đó với cái đối tượng, có thể là trong bạn bè chung, hoặc là cái thấy cái cũng nghe được là có cái đối tượng nào đó cũng crush các bạn ở trong một hội nhóm chung, một bạn bè chung biết nhau, và sẽ có một cái chuyến đi chung với những bạn bè hay là kiểu nha, mutual friend
kiểu có tán tỉnh đưa đẩy, nhưng mà khi thấy honeymoon này sẽ có trong cái chương trình đầu tiên này trong 6 tháng tới, và đời sống tình cảm sẽ có một cái chuyến đi. Và Kit cũng nghe được nếu mà các bạn nào độc thân nữa, quên ai thì chẳng độc thân tụ hai, thì trong cái chuyến đi này thì Kit thấy là các bạn có gặp gỡ vừa mới nói gặp gỡ ngay ra cái là new love nha, new person. Vậy thì tụi hai á, ngoài cái việc mà các bạn có được cái tương tác mà đang kết nối hoặc là đang có một cái sự nào đó nó còn đang delay trì hoãn, thì cái thấy cái chương trình trong 2 tháng này á, đầu tiên á, gặp khi thấy ngoài cái đối tượng cũ hoặc đang kết nối, các bạn sẽ có thêm một cái đối tượng khác, đối tượng mới trong cái lúc các bạn đi chơi, đi du lịch hay như thế nào đó, chuyến đi new love nha. Hoặc là nói nếu mà với cái long distance này thì có vẻ như là nếu mà cái đối tượng nào mà đa phần á, họ sẽ ở xa, cho nên cái màu sắc, cái pattern gọi là gì ta, cái kịch bản nào mà họ cho là diễn viên chính đi, bạn là diễn viên chính rồi, cái diễn viên trong cái kết đôi với các bạn trong cái trải nghiệm bộ phim này, nếu mà mang yếu tố nước ngoài ở xa á, thì đó có thể là cái định mệnh mà các bạn sẽ gặp người nước ngoài hoặc là ở xa tới chuyến du lịch, hoặc là các bạn đi du lịch xa ở nước ngoài rồi gặp. Ok, cũng hấp dẫn đấy. Triumphant là cái thấy là vũ trụ chúc mừng các bạn, là các bạn đã bắt đầu tự tin hơn, tin tưởng hơn vào vũ trụ, tin tưởng hơn vào cái hành trình tình cảm của mình, và các bạn mở lòng hơn rất là nhiều rồi so với cái phiên bản của các bạn ngày xưa ấy. Editor, các bạn, you're writing all the creative project, benefits from outside help and support. Khi thấy cũng có nghe được là các bạn sẽ thu hút nhiều đối tượng chứ không phải là một đối tượng, nhưng mà cái với cái lá hồi nãy khi nói một đối tượng quan trọng thôi, có điểm nhấn thôi, còn một vài bạn sẽ thu hút những cái đối tượng không có điểm nhấn, tức là thu hút kiểu như có nhiều người crush bạn, có thể là bạn làm gì đó thông qua mạng xã hội, viết lách hay là cái gì đó, cũng có những cái người ái mộ, hoặc là có những người cũng rất là thích cái năng lượng của các bạn á, thấy chưa? Tại vì những cái lá này Kit chưa có lật lên, nãy giờ Kit đi từng lá từ từ mới lật nè. 6, Six of Fire, 6 gậy mà Leo, năng lượng của Jupiter in Leo, mà cái này là cái lá của American Woman, American Miss American, Hoa hậu Mỹ. Các bạn có tiếng tăm, một vài bạn ở đây Kit thấy có tiếng tăm trong cái cộng đồng nào đó, hoặc là đã có tiếng tăm trong cái tiếng, nói chung bạn thu hút về mạng xã hội nữa. Kit thấy trong cái chương trình 1 này á, nhiều đối tượng thu hút các bạn hàng chim, tức là có rất nhiều đối tượng thu hút các bạn, bị thu hút bởi bạn, chỉ là có một hoặc hai cái đối tượng nó khá quan trọng trong cái tầm ngắm của các bạn thôi, chứ bạn cũng nhiều người trao hoa trao đồ mẹ, nói độc thân là nói xạo. Chứ khi thấy là tại vì thích hồi nãy cứ nói mọi người á, các bạn mua giả hậu hay thích đeo sát, đeo vương miện, ê đeo sát là đeo cái giải nè, thì các bạn đang đeo sát treo cho mình nè, mọi người thấy không đó, đeo cái giải băng là I'm single thôi, chứ không có nha, không có single đâu, nhiều đối tượng cũng đào hoa mẹ. Eat healthy food, à cái hiểu rồi. Thực ra các bạn là những cái người thích những cái gì đó nó chất lượng, thích những cái tương tác chất lượng, cho nên Kit cũng cảm nhận á, lý do tại sao các bạn độc thân, tại vì các bạn vẫn chưa tìm được đúng cái khẩu vị, cái món ngon, cái chất lượng của cuộc đời mình. Twin Flame cũng có đây nữa, cái ngọn lửa, nói chung là món 5 sao, tức là Kit thấy cái khẩu vị của bạn nó cũng khá là mặn mà, cho nên bạn thích những cái gì đó nó tinh tế, đậm đà, nó mang tính độc đáo. Những tương tác mà tới với bạn á, thì Kit cũng cảm nhận nó mang một cái tính fast food thôi, tức ăn nhanh, thêm một cái kiểu nó không có được healthy food, nhiều dầu mỡ quá, thì cho nên các bạn cũng cảm thấy rằng là thôi độc thân thì tốt hơn cho cái chế độ ăn uống của mình, chế độ độc thân của mình nó đạt. Giờ Kit nghĩ lại là cái 50% cái chế độ độc thân của bạn nó đang bảo vệ bạn khỏi những cái tương tác. À, có thể là có toxic, có độc hại, và có những cái tương tác không phù hợp với cái năng lượng của các bạn, với cái ánh sáng của các bạn tỏa ra.
Nói chung là bảo vũ trụ cũng bảo vệ cho các bạn khỏi những cái tương tác không phù hợp ấy. The dream. Có người tình trong mơ. Ê bà, Kiếp thấy thế này nè. Cái giấc mơ của bạn đang thành sự thật. Tức là cái ước mơ của bạn viết lên trong những cái chương tình cảm á, bạn luôn mong muốn có một đối tượng cụ thể rõ ràng theo cái ước mơ trong mơ của bạn, thì đúng là vũ trụ đang shape shifting một cái đối tượng trong mơ tới với các bạn, và bây giờ các bạn chỉ cần say yes, tôi đón nhận thôi là cái điều đó sẽ vận hành. Cho nên cái chu trình trong vòng 2 tháng này á, các bạn chỉ cần say yes, vũ trụ gửi ship cho các bạn đối tượng mà các bạn như trong mơ. A plot twist ha. Thôi qua chu trình 2 đi coi có gì. Vậy thì cái phần đối tượng có trong cái hội độc thân tụ 2 này cũng khá là cao. Có cái lá là change in direction. The changes you're experiencing are divinely The changes you're experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. Kiếp vừa nói với các bạn là vũ trụ bảo vệ cho các bạn 50% để cho các tránh những thứ nào thật. Yes, vũ trụ á, tránh cho các bạn bị tốn nhiều năng lượng quá nhiều vào những cái tương tác không phù hợp để cho các bạn đỡ tốn thời gian. Vũ trụ cho các bạn sẽ nhìn thấy rõ, vũ trụ là vị đạo diễn, vũ trụ là một vị đạo diễn toàn năng cho cái đời sống tình cảm của các bạn. Tụ hai có sự thay đổi về cái giải sát vương miện nha. Chắc là chuẩn bị trả bằng hoặc là bị lên báo kiểu bị tước vương miện, bị tước giả hậu vì bị phát hiện mua giải mua giải độc thân. Chu trình 2 chắc là thời điểm đã tới. Worth waiting for. Ây da, cái lá này rớt xuống để đọc luôn. Worth waiting for, đáng trong đợi. You are a wonderful person. Bạn chính là món quà được tạo hóa, được vũ trụ tạo ra. Cho nên vũ trụ đã tới lúc Divine timing is at work in your love life. Tức là cái đời sống tình cảm của các bạn đã được vận hành rồi. Bạn sẽ bị lên báo vì tội mua giải. Cho nên vũ trụ mong muốn các bạn rằng là đã tới lúc các bạn phải vứt bỏ mọi thứ về cái sự bảo vệ bản thân mình quá mức. Vũ trụ đã bảo vệ năng lượng các bạn rồi, các bạn không cần phải bảo vệ cái việc mà excuse, chứ không phải là bảo vệ. Excuse là biện hộ, đừng bao biện nữa. Tại tới lúc hãy mở lòng mình, hãy thật sự đón nhận, để thật sự trao đi cảm xúc của mình, mở lòng ra trong cái chu trình 2. Mature women. Hèn chi có cái lá mà Kit nói về cái sự mở lòng, tại vì các bạn vẫn còn ice queen, vẫn còn lạnh lùng lắm. Vẫn còn... mà lạnh lùng thì cũng đẹp nha, cũng mặc cái bộ đầm lông, khoác áo mùa đông, tóc cũng Nicki Minaj, môi cũng đậm, nhưng mà đứng vẫn nhìn ngắm người ta đấy, nhưng vẫn lạnh lùng đây. Vũ trụ muốn các bạn trưởng thành trong tình cảm chứ không muốn các bạn lạnh lùng và che giấu cảm xúc của mình với một cái đối tượng các bạn có kết nối với đối tượng ấy. Tôi thấy có một cái đối tượng nào đó cũng đang mong ngóng các bạn. Chỉ là cái việc ở đây là cái thấy các bạn đang đóng băng cái chu trình thôi. Vũ trụ muốn các bạn làm gì tiếp theo đây? Learning experience. Vũ trụ muốn các bạn bắt đầu bước đi và học những kinh nghiệm mới, bắt đầu thả chim bồ câu ấy. Thay vì nè cũng là đầm trắng, lạnh lùng băng giá đóng băng, nhưng mà vũ trụ muốn các bạn là trở thành cái garden angel này. Có chú chim bồ câu đưa thư, có thông điệp tới, Kít nghĩ, Kít cảm nhận trong cái tháng này thôi. Bồ câu đưa thư,
Kít nghĩ là có cái tương tác đối tượng nào đó trao đổi qua mạng xã hội sẽ có một cái tin nhắn gửi lời tới các bạn. Urgent on manager. Các bạn đừng kiểm soát tình huống, hay để cho vũ trụ kiểm soát, để cho vũ trụ tính toán giùm các bạn. Thuận theo tự nhiên là điều đương nhiên rồi, nhưng mà vũ trụ đăng lên những kế hoạch, các bạn hãy diễn vai diễn tự nhiên, tức là đã được đạo diễn đứng tạo hóa sáng tạo bộ phim cho các bạn rồi, nhưng mà cái vai diễn của các bạn đó kia các bạn chưa có chiều sâu, chưa có cảm nhận được cái vai đó, cho nên các bạn đóng diễn hơi cứng, diễn hơi sượng, chưa được tự nhiên. Vũ trụ muốn các bạn tự nhiên và thưởng thức cái đời sống tình cảm của mình. Hãy trải nghiệm những cảm xúc về tình yêu, về đối tượng, về tương tác. Your worst span is rich as your partner with a professional who can help you. Một người sẽ tới để giúp cho các bạn lift up cái ánh sáng bên trong mình hơn nhiều nữa, cộng hưởng ánh sáng. Cái chu trình 2 này á, sẽ là một cái điều gì đó tương tác, và cái sự tương tác này, cái kết nối này để giúp cho các bạn bình tĩnh, vui vẻ hơn, giúp cho các bạn nhiều nước hơn, để uống miếng nước. Giúp cho các bạn tin rằng Lệ Quyên, em vẫn tin giấc mơ có thật, em chờ anh. Vũ trụ sẽ tính cho bạn, tính cái đoạn đường này luôn. Nhưng mà tại vì thế này nha, vẫn còn tồn động lại chính kiếm, những cái lo lắng, những cái stress, hoặc là các bạn vẫn cảm thấy tâm lý của mình nó hơi bất ổn xíu. Đôi khi các bạn vẫn chưa tin những cái điều này nó đang được thực hiện, nó được diễn ra, và nó quá trong mơ như thế này. Các bạn bị tác động bởi những cái câu chuyện của những người ngoài kia nói rằng làm gì cuộc đời phải thực tế lên, cái gì đâu trong mơ. Chính cái suy nghĩ đó nó cản trở đến cái việc các bạn manifest được cái nhân vật tâm hồn trong tình yêu, tình cảm của các bạn. Những nỗi lo trong quá khứ, những cái nỗi lo, những cái nỗi sợ, những cái sự suy xét, đánh giá ô dề thỉnh kinh. Tại vì các bạn có cái lá mà Mars in Gemini, nếu mà Gemini là cái cung nó hơi kiểu, nó cũng nhiều tiếng nói bên trong rồi, bây giờ có thêm Mars là Battlefield nữa. Cho nên khi nghe được cái chiến trường nội tâm, nó vẫn còn tồn động lại trong cái chu trình 2 này, nó cản trở cho các bạn open. Nhưng Kit nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc nói chuyện, The Voice này, các bạn sẽ mở cái tiếng nói của mình ra, và vũ trụ muốn các bạn cười nhiều hơn. Just laugh. Hãy thưởng thức bộ phim này. Thôi giờ Kit đi tiếp theo tới cái chu trình 2 tháng tiếp theo trong vòng 6 tháng. Ok, relationship. Các bạn sẽ trở thành couple với nhau. Cứ thấy bạn và rồi cái đoạn này là hết mua giải rồi, cái đoạn này là được trả tiền lại luôn, được bù tiền, bù đắp những cái tổn thất trong cái đời sống độc thân của bạn trước đó. Trong cái tháng 2 tháng chu trình này, các bạn đã có đối tượng yêu đương, hôn nhân và cam kết rất là mãnh liệt, chính thức nha, chính thức rồi. Calling your soulmate. Có những cái cuộc gọi nói chuyện mạng xã hội, tương tác ở xa mà calling your soulmate. Khi chị nghe được cái người soulmate tri kỷ của bạn á, có một cái chuyến đi trên đường tới để hội ngộ với các bạn travel, hoặc là các bạn gặp tri kỷ của mình. Nói chung cứ thông qua những chuyến đi bay tương tác xa, long distance thôi. Hãy bước về phía trước, be brave. No time to turn back, no time to look back. Vũ trụ cho bạn diễn một cái vai diễn nổi bật nhất, chiếu thẳng spotlight vô luôn, thì hãy diễn thôi, enjoy. Vũ trụ muốn các bạn enjoy. Cái lá bài nào rớt em? Nè, cái lá bài của thiên thần nhỏ nè, imagine yourself happy. Ôi da, vậy thì hết độc thân rồi. Trong 2 tháng chu kỳ, chu trình trong 6 tháng tới, trong 2 tháng đó hết độc thân. Hãy imagine manifestation bản thân mình vui như thế nào, hạnh phúc như thế nào khi các bạn được kết đôi với cái đối tượng của các bạn, đối tượng tương tác tình cảm. Be brave. Ôi, nhiều quả ngọt tới với các bạn tụi hai quá. Sweetness. Sự ngọt ngào. Người này thích tặng quà các bạn nữa. Khi mà họ tới gặp các bạn, hoặc là bạn tới gặp họ, trao nhau những món quà, cái đó có vật chất quà tặng ở đây nha.
lá gì rớt ra đây. The hang. Trời ơi, lần đầu tiên mà các bạn cảm thấy được treo trên mây á. Lần đầu tiên các bạn cảm thấy được in love and being loved. Yêu và được yêu. Sweetness. Open your heart to love. Mở lòng, mở cái trái tim luôn, xa tim ra để yêu thôi. Lúc nào thưởng thức thôi. Đắm mình trong tình yêu. Sương mù, the mist. À, trời, yêu mà mù quáng luôn á. Cái tình cảm này tới với nhau nó thêm một cái phương diện khi thấy có những cái khó khăn để tới được với nhau, để được kết đôi. Nhưng khi mà một khi các bạn đã kết đôi, các bạn quên luôn những cái thử thách, các bạn quên luôn những cái sương mù, các bạn quên luôn mọi thứ, khi thấy cái tình yêu này nó tới với nhau theo cái phương diện bất chấp để tới được với nhau ấy. Take no offense. Đã tới lúc các bạn lên cổ xe. Cái lá take no offense này nhiều nha. Đã tới lúc các bạn giống như là ông cái lá này mắc cười, giống như bạn bè hoặc là cái spirit guy á, kiểu như là đưa bạn đi lấy chồng nè. Kiểu như là bye bye, bye bye, bye bye Bobby. Tạm biệt búp bê xinh yêu nhé, mai em phải lấy chồng rồi. Ông lấy chồng hoặc là vợ tùy vào cái năng lượng các bạn nghe cái trải bài này, nhưng mà kiểu giống như là vũ trụ, giống như là cái người đứng ở đây vậy nè. Take no offense là thật ra take no offense là nói về các bạn không nên để cho những cái tương ở người khác, người ta có sự gièm pha hay là hạ thấp các bạn. Nhưng mà với cái lá này á thì vũ trụ muốn nói hãy tận hưởng đi, đừng có đánh giá thấp cái điều mà vũ trụ sắp xếp cho các bạn. Khi thấy á, mà cái lá này cũng đang nói mà có thể là sẽ có rất nhiều người ganh tị với chuyện tình cảm của các bạn đó, cho nên thôi cứ từ từ đi ha. Ok vậy đi, giờ cứ cho con cham cho cái lúc trải bài nha, trải bài này bị lố giờ rồi, ăn gian quá. Kit nói đối tượng của bạn sẽ là soulmate, có lá soul nè, tâm hồn nè, tri kỷ nè, 5 năm, số năm hoặc là số lập 5 năm nha. Cái gì liên quan số năm á, hay tháng năm gì đó, hay năm tháng gì đó. Ừ, có con cá bắt mồi đớp mồi, hoặc là con cá là cùng sông ngư. Oh my god, cái lá cuối cùng mà vũ trụ tặng cho các bạn nè, trái tim nha, tình yêu. Ok, thì cái tụ này là giật giải, đi mua giải độc thân, xong là bị vì ăn gian quá mức cho nên bị bại lộ, cho nên bị tước danh hiệu, cho nên hết độc thân. Ok, cái cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe cái trải bài này. Nếu mọi người có yêu thích cái trải bài này của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng, cái sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận nha. Ngoài ra mọi người có thể like và share video này để tỷ lệ được những người khác tìm tới các kênh Keaton Tarot Channel, để Kit có luôn nhiều niềm vui động lực để trải bài cho mọi người nhiều hơn nha mọi người ha. Ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Chúc cho các bạn tụ hai brave, can đảm bước về phía trước, trái ngọt đang chờ đợi bạn rồi. Có thì mình nhận đi, mình từ chối chi đúng không. Bye bye. Gương kia ngự ở trên tường, hỡi thế gian này, có ai đẹp bằng cái body của ta với cái bộ đầm màu vàng lấp lánh như thế này. Thiệt luôn á, không biết sao lúc vẽ cái tụ ba á, tự nhiên cái vẽ body thôi, vẽ cái bộ đầm thôi. Chắc dáng đẹp, tụ ba chắc nhiều người các bạn dáng đẹp, fashion, models, thanh lịch, quyền quý, táo bạo. Thôi chắc cho mọi người một điểm, một điểm về việc độc thân, vì cái thấy các bạn rất thu hút. Chỉ cần nhìn vào cái năng lượng của tụ ba, cái cảm nhận cái hình này là cái đã thấy các bạn là một người hào quang rực rỡ. Độc thân đối với bạn chỉ là một cái tên. Nghe trải bài này cho vui và ủng hộ Kit đúng không mọi người. Cảm ơn mọi người nha, thật ra ủng hộ vậy là vui rồi. Trời ơi. Ok, Kit keyword cho tụ hai. Nãy giờ quên ba cái lá keywords. Để có keyword tụ hai là gì. Tụ ba nghe chơi cho vui nha. Two of water, highly. Trời ơi, mấy bà tụ hai học cái chọn tụ hai. Trời ơi, mấy bà tụ hai á bị bỏ lỡ cái phần lá bài mà quên trải nữa rồi. Nhưng mà kết chọn tụ hai cho nên giờ kết ăn gian nha. Mọi người ơi, hãy ủng hộ tụ hai nha. Highly, tụ hai là thoát khỏi tình trạng độc thân. Venus is Cancer, two of highly là kết nối về mặt linh hồn, soulmate, tri kỷ, kết nối tình yêu. Và các bạn tụ hai cũng phải nên
loại bỏ những cái xiềng xích. Let's get control, đừng có control quá, thuận theo tự nhiên. Cuối cùng là see me fly, I'm light up high the sky. Bay lên thăng trời. Tụi hai bay bổng trong tình yêu lắm. Không biết tụi ba làm sao. Hỏi độc thân tụi ba, bây giờ Kiss sẽ cùng với mọi người, chúng ta sẽ vào khám phá cái hội độc thân của các bạn trong vòng 6 tháng tới có diễn biến gì. Cái trải bài này sẽ chia làm 3 chu trình, và mỗi cái chu trình á, trong 6 tháng á, là gồm 2 tháng cho mỗi chu trình, cộng lại là 6 đấy. Thì sau đó, nhưng mà trước tiên á, là Kiss sẽ check cho cái mọi người. Trước tiên thì Kiss muốn check cho mọi người cái tổng tính tại tụi 1, tụi 2 trả ha nè. Vũ trụ sẽ chấm điểm cho cái tình hình, tình trạng của cái hội độc thân tụi ba, chấm điểm các bạn nhiêu điểm. Điểm càng cao mà trong cái hội độc thân á, thì các bạn càng có nguy cơ độc thân tiếp. Nhưng mà điểm càng thấp ấy, thì các bạn lại có nguy cơ thoát khỏi hoặc là rã đoàn cho cái hội độc thân này. Thì chúng ta nghe vui vẻ, vừa nghe vừa ngủ, nó nghe xong quên đi, cũng cần phải nhớ đâu. Rồi bây giờ Kiss sẽ bắt đầu chấm điểm mọi người nhé. Vũ trụ sẽ chấm điểm cái hội độc thân tụi ba như thế nào. Một lá keywords. Focus on service. Ủa gì vậy? Là sao? Your soul desire only to joyfully serve and to swim in constant stream of bliss. This stream continuous feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Không, mình sẵn luyện English thôi, không gì á. Luyện tiếng Anh. Tại vì Kiss cũng phải luyện tập, nâng cao ngôn ngữ. Và kể cứ vui vẻ để mình nâng cao thôi, đúng không? Ủa không, tụi ba này có cái gì đó nó huyền bí, nó làm Kiss nổi. Cái gì nó năng lượng nó chạy nè, để coi. Chấm điểm như soulmate. Stay optimistic about your love life, focus on your service. Soulmate nha, chứ gì mà lên lá soulmate. Tụi hai tụi ba sẽ giống nhau quá. Stay optimistic about your love life, có thể là tụi ba sẽ là part 2 của cái tụi hai. Hãy sống tích cực hơn trong đời sống tình cảm. Focus on your service. The create. Thấy chưa, nghe cho vui thôi. Tụi ba họ độc thân này thật ra không độc thân, nhưng mà dreams, có những ước mơ, có những giấc mơ. Ok, Cancer, cử giải chariot, ok. Tụi ba nha, bây giờ là Kiss sẽ coi vũ trụ chủ chấm cho các bạn bao nhiêu điểm họ độc thân này. Thực ra cái độc thân hay không độc thân nó không còn quan trọng mà cái thang điểm tính cho vui như thế này nữa. Nhưng mà tụi ba đang có những cái cơ hội rất tốt về phát triển cái ánh sáng bản thân, khi thấy có sự tiếng tâm nổi tiếng ở đây. Đối với tụi thứ ba, chỉ cần bạn phát triển hàng chiếc các bạn runway các kiểu, sàn diễn body bản thân rất là đẹp, rất là tỏa sáng. Với cái năng lượng vũ trụ chấm không cho các bạn điểm được, tại vì các bạn là một người biết mình muốn gì và vũ trụ tin vào những cái lựa chọn của bạn. Nếu mà khi các cảm giác các bạn lúc này muốn chỉ focus vào cái sự nghiệp, sự tỏa sáng của mình, vũ trụ khuyến khích các bạn, bạn đang đi đúng hướng. Còn nếu các bạn muốn tương tác tình cảm thì các bạn vẫn đang đi đúng hướng luôn, tại vì vũ trụ biết các bạn rất là well work với cái đời sống của mình. Bạn biết tập trung vào những cái khía cạnh tiềm năng, tiềm ẩn của chính mình. Và với cái lá mà The Create này, các bạn là người sáng tạo, nhà đồng sáng lập cùng với vũ trụ, để cho những cái dream, những cái ước mơ của bạn được trở thành sự thật. Với cái lá The Chariot này, bạn đang manifest mỗi ngày và đang hiện thực hóa nó. Và Kiss nghĩ soulmate optimistic cũng đang nói về cái việc là bạn biết khi nào cái soulmate, hoặc là bạn biết khi nào tình cảm của các bạn chín mùi, các bạn biết. Cho nên các bạn nghe cái trải bài này cũng chỉ là một phần tham khảo cho cái năng lượng của các bạn nghe cái trải bài này. Cho nên tụi ba nó cần focus vào cái gì đó về định hướng cá nhân và cái ánh sáng của chính bạn nhiều hơn. Vũ trụ không cho bạn điểm vì bạn tự chấm điểm cho chính bản thân mình, cho nên các bạn tự cho điểm nha. Ây da, đau cổ á. Các bạn tụi ba khá đặc biệt, các bạn biết khi nào
là các bạn cần đầu tư, biết khi nào các bạn cần lược giãn, biết khi nào các bạn cần hết sức nỗ lực. Thôi vậy tụi ba này trải ngắn nha. Rồi, bây giờ Kit sẽ đi vào cái phần trong vòng 6 tháng tới, cái hội độc thân này có diễn biến gì trong đời sống tình cảm nha. Các bạn tụi ba có một cái năng lượng rất là đặc biệt, có cảm nhận, có trực giác theo cái phương diện là đồng sáng lập với vũ trụ cho cái đời sống của mình. Nó không giống như tụi hai đi mua giải. Tụi ba là cái tụi nhà tổ chức, người bán giải, người bán những giải thưởng, những cái shot dành cho những cái bạn mà muốn độc thân á. Kit nghe được cái tụi ba không hề bao giờ, sẽ không bao giờ cô đơn, vì các bạn sẽ có rất là nhiều người, một cái cộng đồng lớn. Nói với bạn tình yêu á, chính là sự connect với những cái trái tim xung quanh. Các bạn làm những cái gì ngành nghề nghệ thuật sẽ rất là ok, phát triển tiếng tăm luôn, cái kiểu giống như là có rất là nhiều trái tim, nó không phải specific như tụi hai và tụi một là về một cái đối tượng hẳn hoi, nhưng mà cái tụi ba này là cái gì, nó cộng đồng ấy, lớn lắm. Có nhiều người sẽ yêu bạn cùng một lúc, yêu và respect. Đó là phương diện đó, tình yêu thương tới với nhân loại. Các bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn vì các bạn luôn biết rằng là bạn luôn có những người bạn đồng hành cùng với bạn. Dù các bạn nghe cái trải bài này, tụi thứ ba này lúc này các bạn độc thân, nhưng mà các bạn nghe cái gọi là cái label, cái gì ta, cái chữ độc thân nó rất là lạ với bạn, tại vì bạn nghĩ rằng là cái này không hẳn gọi là độc thân, tại vì các bạn rất là đầy đủ về mặt cảm xúc, rất là cảm thấy tình yêu thương mọi nơi, không có một cái danh hiệu hay là không có một điều gì, một cái từ ngữ nó có thể diễn tả được cái sự yêu cuộc sống, trân quý cuộc sống của các bạn tụi ba được. Nhưng mà thôi vẫn coi, tại cái chủ đề nên là độc thân trong 6 tháng thì thôi lắng nghe cho vui với Kết ha. Có cái sứ mệnh nào rất là to lớn cho các bạn tụi thứ nhiệm một cái mission nào đó và mọi người phải wow luôn luôn á. Tụi ba là đem tình yêu thương tới với nhiều người, cho nên bạn không có thời gian để cho các bạn tương tác tình cảm, vì các bạn rất là bận rộn, rất là cần những cái điều cần thiết ưu tiên khác. Các bạn tụi ba là những bạn có trái tim rất là thuần khiết nha, nhiều star seed, nhiều cái light worker, không, đa phần là những cái gì đó star seed về thiên hà xa xôi ấy, nhiều hơn, đem ánh sáng rồi còn gì nữa không. Hèn gì khi nói tụi ba có gì nó rất đặc biệt ở đây, nó không thể nào mà trộn lẫn được với những cái tụ khác được. Năng lượng, đây là cái năng lượng lần đầu tiên mà Kit cảm thấy là nó độc đáo như vậy á. Vì soulmate ở đây cho Kit cảm nhận là bạn kết nối rất là nhiều người, những cái tâm hồn đồng điệu cùng với nhau. Nó không phải là một cái trải bài mang một cái tính giải trí, mà theo cái phương diện là phải có đối tượng này yêu đương this that, mà nó focus vô cái sứ mệnh của các bạn. Chắc chắn là sẽ có người đồng hành đấy, tâm hồn. Không biết chị An Hạ chọn tụi ba không ha? Lâu rồi chị An Hạ không qua kênh của Kit.
độc thân không độc thân trong cái tụ này nó không có gọi là danh nghĩa lý gì cả. Các bạn nghe cái tụ này là vì ủng hộ Kid, Kid rất biết ơn. Cái tụ thứ ba này giống như giúp cho mọi người hết độc thân thì đúng hơn ấy, chứ không phải là các bạn cần phải hết độc thân. Ê, nói nghe nè, the power, năng lượng mạnh lắm, nổi da gà liền, nổi cái năng lượng chạy dọc liền, sóng lưng liền. Trong cái chu trình Kid chia làm chu trình Kid đó, ủa giải thích rồi đúng không, Kid quên luôn á. Trong cái hai cái tháng trong cái chu trình này các bạn có rất là nhiều năng lượng nha. Năng lượng gì đó không hiểu. Block lifted. Rivers obstacle came from fear and they are now lifted away. Cái thấy á, nếu mà các bạn thôi giờ mình nói đơn giản thôi. Khi mà chúng ta có tương tác tình cảm một đối tượng cụ thể thì cái thấy á, bạn nên accept. Thực ra các bạn tụ thứ ba rất nhiều đối tượng theo đuổi hoặc là một đối tượng theo đuổi rõ ràng nhất. Và họ đang có một chờ đợi cái sự say yes, sự accept từ bạn. Khi thấy các bạn nên accept cái tương tác này, cái tương tác tình cảm này nó thông qua công việc, có gì đó làm việc chung với nhau ấy, fun times, có vui vẻ chung với nhau. Khi cũng nghe được cái câu chuyện ở đây á, bạn đời ấy, hoặc là những người mà thật ra là nghe cái trải bài tụ ba này đã có bạn đời rồi, vào nghe tưởng tượng là mình độc thân thôi chứ không phải là độc thân hẳn hoi. Nhưng mà cái mang một cái màu sắc của tụ ba này, dù các bạn đang thật sự độc thân á, thì trong tương lai thôi, trong vòng cái thấy trong thời gian gần thôi, các bạn sẽ có một cái bạn đời thật sự cùng đồng hành với các bạn. Blessing of abundance, blessing nói chung là cái tín hiệu vũ trụ, nói chung là mọi phước lành nó dồn lực cho các bạn tụ ba khá nhiều. Innocence, ngây thơ. Khi có cái lá 5 ly và ask for help. Thực ra khi thấy trong hai cái tháng này á, thì các bạn sẽ là những người tư vấn giúp đỡ cho những người có câu tâm lý về chuyện tình cảm nhiều, giúp đỡ bạn bè, người thân, bất cứ những người xung quanh tư vấn tâm lý là tụ ba. Có ai học tư vấn tâm lý hay là các bạn đã là những nhà tư vấn rồi, khi thấy những cái người khác sẽ luôn tìm tới với các bạn để nhìn xin được những cái lời khuyên về chuyện tình cảm, đời sống của họ. Cái hội độc thân này là cái hội chuyên đi giải quyết những cái vấn đề cho người khác. Công ra công, tư ra tư. Nhưng mà cái thấy á, ngoài ra trong hai cái tháng này, nói về cái năng lượng của các bạn để giúp người khác chữa lành, nhưng mà thật ra các bạn vẫn cần có một cái sự chia sẻ nào đó với cái đối tượng tình cảm ở đây. Và cái thấy trong cái hai tháng này á, các bạn sẽ có sự nói chuyện sâu sắc với một cái tương tác, và các đôi khi các bạn sẽ cần cái năng lượng của một người có năng lượng tương đương với các bạn á, để dàn trải năng lượng cho nhau, để cho các bạn cảm thấy là mình giảm tải được những cái gánh nặng ngoài chuyện tình cảm. Thì nó nói về những cái công việc, về những cái vị trí nào đó mà các bạn đạt được trong cuộc sống này, thì cái thấy sẽ có một cuộc nói chuyện sâu sắc và các bạn sẽ có cái cũng nghe được nha, một vài bạn ở đây á là độc thân tạm thời thôi, có vẻ như là mới ngắt kết nối hoặc là chia tay tạm thời một thời gian thôi, thì khi thấy trong 2 tháng của cái chu trình này sẽ có một sự nói chuyện sâu sắc và có sự trở lại kết đôi với nhau và tiến tới cam kết. Rồi ok, coi cái chu trình tiếp theo đi, cái sẽ trải ngắn cho cái tụ này thôi. The Big Gratitude, decorate. Ôi, cái tụ này mang hơi hướng wedding planner, cũng nhiều những người chuyên tổ chức tiệc cưới cho người ta hoặc là cho chính bạn. Passion, đam mê lắm. Steady progress, creative project. Two of Earth and you, your angels are always with you. Ok, khi nói thẳng nha, cái tụ trong cái chu trình 2 này của 6 tháng tới á, có những cái sự kiện rất quan trọng để các bạn nổi bật.
Chứ thấy cái thần tượng của các bạn tụ ba rất là quan trọng. Bạn sẽ mang về cái, bạn là người yêu quốc dân, cho nên bạn phải tôn tạo cái việc này. Cho nên cái họ độc thân này vũ trụ muốn hold, muốn dành tặng cho các bạn, đó chính là không phải tình cảm của chỉ riêng một cái tương tác đâu, mà có rất 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 nhiều, một cái đám đông tương tác yêu mến lấy bạn. Các bạn bắt đầu trang trí, bắt đầu làm gì đó về sự kiện nè. Không biết sao tụ 2 nó liên quan về sự kiện nhiều. Ê, tụ 3 chứ, liên quan về sự kiện rất là nhiều. Có những cái sự kiện nào về cái sự sáng tạo, tư duy, làm nghệ thuật, tụ 2, tụ 3 nhiều. Passion này các bạn sẽ tổ chức một cái gì đó, hoặc ở đây một vài bạn làm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, tỏa sáng, hay là những nhà thuyết trình, viết sách, viết lát, đứng trước công chúng, thì cái tụ này nó sẽ resonate hơn. Còn các bạn nào mà cảm thấy là mình không phù hợp với cái năng lượng tụ 3 này á, mình back lại, mình chọn là hai tụ khác, hoặc là mình nghe những cái trải bài khác. Nhưng mà cái trải bài này, nếu mà một vài bạn có sự trở lại với cái tương tác, cái đối tượng kết nối á, chu trình trong 2 tháng tiếp theo này á, các bạn sẽ có về liên quan về wedding, về cưới, về sự kiện, về tại vì có cái lá trang trí ở đây mà. Thì Kít nghĩ rằng là, và có lá hai xu nữa, Kít thấy các bạn sẽ về chung một nhà rất là nhiều với cái đối tượng tình cảm mà các bạn ngắt cái nói, có tương tác là đang dẫn tới đám cưới ấy. Vì các thiên thần luôn luôn đồng hành cùng với các bạn tụ thứ hai, à, tụ thứ ba, ủa sao tụ hai hoài vậy, tụ ba chứ. Vì cái màu sắc tụ hai nó cũng có tụ ba trong tương lai nè. Vì tụ ba là tụ hai, gì vậy? Không, tụ ba là tương lai của tụ hai. Vậy thôi, để năm sau Kết quay là Kết nghe cái trả bài tụ này. Năm sau trả nhiều trả bài không nhớ mẹ gì hết á. Cho nên quay là chọn tụ. Ok, Kết thấy cái màu sắc về cái việc giúp người khác tổ chức đám cưới, hoặc là giúp cho chính các bạn tổ chức đám cưới, hoặc là một cái đám đông, những cái sự yêu mến từ những người xung quanh dành cho các bạn. Tụ 3 cung chúc chúc mừng hạnh phúc, những cái gì lớn, bức tranh lớn nó diễn ra trong đời sống tình cảm của các bạn tụ ba. Nó cũng nói về cái hơi hướng các bạn độc thân bởi vì các bạn cần phải làm việc. Các bạn độc thân là bởi vì các bạn cần phải tỏa sáng. Các bạn độc thân bởi vì công việc cần các bạn phải như vậy thôi, bạn mới có thể tập trung được vào những cái dự án tỏa sáng của riêng mình trong vòng 6 tháng tới. Trong cái chu trình 2 này rất quan trọng nha. Nó là cái tiền đề để cho các bạn push up và nâng, thúc đẩy các bạn lên một cái gì đó rất là to lớn cho sau này. Ok, Kết sẽ đi tiếp tới cái chu trình trong 2 tháng cuối, trong 6 tháng tới. Ủa tụ 3 sao đặc biệt quá vậy ta? Là ai? Các bạn là nữ minh tinh điện ảnh nào vậy? Hay nam minh tinh màn ảnh bạc, màn ảnh vàng nào vậy? Ngưỡng mộ quá, cái ngưỡng mộ các bạn tụi ba mốt mà kiểu, hoặc là các bạn đã có fan tên tuổi rồi, đừng quên Kit, vẫn nhớ tới kênh Keaton Tarot Channel và cộng tác với Kit nha, cho Kit cơ hội được hợp tác với các bạn tụi ba nhé. Illusion, ảo ảnh. Ủa, khoan, dừng khoảng chừng lần trăm giây đi. Ủa, nãy giờ nằm mơ hay gì? Nói chung mọi thứ tỉnh lại chỉ là giấc mơ đó sao? Chết đùa á. Thôi đi coi tiếp đi. Vulnerability. Oh wow. Listen to your vulnerable feeling. At the second time, when some inspiration reveals your strength, to forget your priority no matter what. Ok, Kết nghe được là các bạn nào á mà có tương tác tình cảm ấy rồi á, và nếu mà kết hôn rồi, nếu có tới tiến tới hôn nhân rồi, thì cái thấy trong cái chu trình này các bạn sẽ có gì đó về sinh sản thôi, về có em bé chẳng hạn á. Ủa, có độc thân không? Tụi ba đâu độc thân đâu. What? A plot twist. Sao vậy tụi ba? What happened? Tự nhiên đang... Thấy không? Khi nói đó em bé. Child.
Các bạn say no. Nếu mà ở đây mà ai có tương tác gia đình rồi, yêu thương rồi, muốn có đối tượng của bạn, muốn có em bé, các bạn sẽ say no. Vì các bạn cảm thấy chưa đúng lúc. Tại vì khi cảm nhận là các bạn sẽ muốn đầu tư cho sự nghiệp của mình không? Không. Ý là nếu mà mình có em bé, nếu mà vũ trụ đưa tới, trời cho, thì mình cứ vui vẻ hoan hỷ đón nhận. Đó là cho nên khi đôi khi cái cảm nhận được á, món quà trời cho về sinh nở nó cũng là giống như cái phần lọc trời thôi. Nhưng mà những bạn nào mà kiểu giống như là cái tương tác của bạn mong muốn á, trong tương lai các bạn chúng ta cùng nhau xây tận tổ ấm mà có những đứa trẻ á, mà các bạn vẫn chưa có sẵn sàng á, thì mọi người cứ thấy là các bạn sẽ cần suy nghĩ lại thôi à, không gì hết. Last child ở đây. Ủa, cái tụ ba này rất quan trọng, không dành cho tất cả mọi người nha. Cho nên các bạn cảm thấy cái tụ này mà các bạn không có phù hợp thì các bạn lướt qua nha. Nó không phù hợp cho các bạn còn khá nhỏ đâu. The Ocean. Chứ thấy trong vòng 6 tháng này các bạn sẽ có những cái chuyến đi xa, hoặc là các bạn di chuyển, thay đổi vị trí địa lý. Có thể phải yêu xa nữa. Vừa mới nó thay đổi vị trí địa lý với cái lá The Ocean, thì giờ lật cái lá này lên là cái lá The World. Cuối cùng, listen closely and you hear the messages. Lắng nghe cái trái tim bên trong mình và các bạn sẽ nghe được những cái thông điệp. Bởi vì Kid mới nói cái tụ 3 là cái tụ sáng tạo, cái tụ biết mình muốn gì, cái tụ của những người đã trưởng thành, cái tụ của năng lượng của những người mà đã trải nghiệm rồi. Cho nên Kid thấy cái tụ 3 này ban đầu có vẻ nghe là vui đấy. Ủng hộ thôi, mà đến đoạn những cái giai đoạn plot twist đoạn cuối đó là các bạn sẽ cảm thấy nó resonate với cái con đường năng lượng của các bạn. Kid xin khẳng định một lần nữa, những bạn mà vừa mới trải nghiệm yêu đương còn nhỏ, với cái độ tuổi vật lý còn quá nhỏ, thì chúng ta next qua cái video này, nó không dành cho bạn. Nhưng với những bạn đã có trải nghiệm, đã hiểu được thấu đáo nhân tình rồi, thì đây trải bài cực kỳ resonate với bạn. Vì cứ thấy một cái cơ hội nào đó, công việc hay là bất cứ tình cảm offer nào đó, nó nói chung là nó liên quan về di chuyển vị trí địa lý và phát triển cái khả năng của bạn. Thì cho nên đó lý do tại sao bạn phải đắn đo và có thể là lắng nghe cái thông điệp bên trong và đưa ra những cái lựa chọn. Đôi khi á, nó sẽ gây ra những cái nhiễu loạn và cảm xúc, nhưng mà bạn phải đưa ra để tốt nhất cho cái quá trình bạn đi thôi. Cái thấy á, bạn sẽ say no. Một vài bạn ở đây sẽ say no với những cái tương tác mập mờ. Kid nghe được á, nếu mà những cái tương tác nào mà không đem lại những cái sự phát triển lâu dài á, các bạn sẽ say no. Bạn sẽ nói không với những cái tương tác này. Ok thôi, đến đó thôi. Bây giờ cái chìa khóa cho các bạn tụ 3. Release your ex. Ủa sao nghe cái gì, cái màu sắc của cái việc mà được offer nhưng rồi các bạn lại lựa chọn là say no để tập trung hơn vào cái đời sống phát triển bản thân của mình. Đó là một cái plot twist mà Kid không thể hiểu được các bạn tụ 3, cho nên cái năng lượng tụ 3 nó làm Kid cũng bối rối, cũng phân vân cho cái trải bài này. Kid không hiểu được các bạn. Các bạn sẽ là người hiểu mình nhất, of course, nhưng mà release your ex, cái chìa khóa của các bạn là the time has come to clear your energy thôi. Cái tôn trọng cái hành trình của các bạn thôi. Những lựa chọn của cuộc đời của các bạn là cái rất trân trọng và tôn trọng nó. Đó thôi, vì các bạn là những nhà sáng tạo cho cuộc đời mình, cho nên cái chỉ cảm nhận được rằng là các bạn sẽ biết được cái thông điệp nào phù hợp nhất với bạn. Bây giờ bóc charm cho mọi người nha. Tụ ba này Kid không biết là trong tương lai như thế nào, nó có phải là phiên bản tương lai của mình ở tụ 2 hay không. Nhưng mà Kid cảm thấy trong cái giai đoạn này tụ 3 nó chưa phải là cái tụ mà nó giờ Kid không có chọn. Bởi vì các bạn giấu mặt ở trong cái tụ này, bạn rất độc đáo. Cho nên chính cái nét, tính cách độc đáo của bạn, cho nên các bạn sẽ tự đi cái con đường của mình, đồng sáng lập với vũ trụ. Ok, yep. Có đôi mắt, thấy chưa các bạn, có đôi mắt tinh anh rất là rõ ràng, nhìn thấu đáo. Asian, châu Á, có di chuyển nước quốc, có thể là làm việc ở xa, ở những cái nơi châu Á khác. Stare, không, nhìn chằm chằm, đôi mắt nhìn chằm chằm, tức là các bạn có rất nhiều đối tượng theo dõi các bạn. Travel, du lịch,
Ok, cũng travel. Có số lập 222 cũng vũ trụ muốn nói các bạn đi đến đúng hướng thôi. Các bạn tin vào trực giác của mình là tốt. Wind, cơn gió. Và số lập 777. Ê, hay mình trả lại tụ bài khác nè. Tụ này đặc biệt quá. Không, nhưng mà Kít nghĩ rằng là vũ trụ luôn luôn có một cái ý định và một thời điểm đúng cho những cái trải bài và cần nghe đúng năng lượng với những cái bạn thật sự resonate với thông điệp này, cho nên Kít vẫn để ở đây, vẫn là tụ ba. Ok, Kít cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe các trải bài này của tụ thứ ba. Kít hy vọng mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Kít, theo dõi quan tâm Kít, và mọi người yêu thương Kit có thể donate cho Kit qua cái tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận. Mọi người có thể like và share video này để cái tỷ lệ video này được tới với mọi người nhiều hơn nhé. Trời, chắc video này ít view rồi, tại cái tụ ba này kén quá, kén người nghe lắm. Chắc cũng chỉ khoảng tầm 5-10 người nghe thôi, ít lắm. Ok, mọi người nhớ comment cho Kit biết nha, để một cái logo, để một cái biểu tượng cho các bạn, cho Kit biết các bạn đã chọn tụ ba là biểu tượng hình ngôi sao. Ở đây biểu tượng hình ngôi sao cho Kit biết các bạn những người chọn tụ này nhé, để tụi mình biết nhau thôi. Tụ này thông điệp rất bí ẩn. Ok, hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo.